Chúng ta bắt đầu hành trình City Tour tại thủ đô Praha, một trong những thủ đô mà được UNESCO công nhận và bảo tồn. Đây là có một số tòa nhà thế kỷ thứ 14 vẫn còn tồn tại luôn. Lát nữa mình sẽ đi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cái tòa nhà đó thế kỷ thứ 14 tới bây giờ là 600 gần 700 năm rồi vẫn còn tồn tại. Thì bây giờ mình nhìn thấy là cái tòa nhà này anh chị này rất là đẹp, kiến trúc bên ngoài đã đẹp rồi, bên trong á còn đẹp hơn nữa nha anh chị ha. Mình nhìn thấy có chữ là restoration là trong tiếng Czech là nhà hàng đấy. Obernidum anh chị thấy không? À, cái tên á Obernidum là cái tên của cái tòa nhà này. Trong nhìn nếu mà dịch ra tiếng Anh á gọi là municipal house. Dạ, là cái tòa nhà hành chánh của nhà nước Cộng hòa Tiệp Khắc ngày xưa. À, ở trong cái thành phố này anh chị mình để ý cái bảng tên đường á nó cũng khác rất là nhiều so với những cái khu vực khác. Anh nhìn thấy cái tên đường ha, cái bảng tên là màu đỏ ha. Mình nhìn thấy là Namesti Republiki là Namesti có nghĩa là quảng trường á, quảng trường Cộng hòa. Dạ, là cái khu vực này chính là cái quảng trường Cộng hòa đây. Dạ, Steya Metro Praha 1 là quận nhất, Praha quận nhất nha. Dạ. Thì cái khu vực này anh chị mình nhìn ngược lại bên này này. Nếu như mắt ai rõ anh nhìn thẳng cái tòa nhà bên kia, tòa nhà UniCredit Bank á. Dạ, mình nhìn thấy xuyên vô trong kia có cái bảng điện tử xin lỗi bảng địa chỉ không ạ, cái góc cột này phía dưới là cái màu đỏ, phía trên là màu xanh đúng không ạ. Thì bây giờ ở bên Cộng hòa Séc là nó có hai cái địa chỉ lớn. Tất cả ở trong các thành phố của Cộng hòa Séc là có hai địa chỉ, chỉ có cái khu vực phố cổ này là chỉ có một địa chỉ thôi, là người ta giữ nguyên ngày xưa luôn. Còn ở bên ngoài này là ngày xưa khi mà Cộng hòa Séc là người ta dùng màu đỏ hết, đẹp khác là màu đỏ hết. Nhưng mà khi mà tách ra rồi thì là Cộng hòa Séc thì sẽ là cái biển màu xanh, cái số mới, địa chỉ mới là sẽ là màu xanh. Cho nên là vẫn rất là nhiều nơi người ta vẫn để hai cái địa chỉ nó khác nhau, hai cái số địa chỉ nó khác nhau. Màu đỏ là địa chỉ cũ ngày xưa trong thời kỳ Cộng hòa Xã hội Liên bang Tiệp Khắc, còn màu xanh là của Cộng hòa Séc bây giờ. Rất là điều này rất đặc biệt. Chúng ta sẽ nhìn thấy khắp nơi trên đường phố của Praha là có hai cái địa chỉ, nhưng mà chỉ có khu vực phố cổ duy nhất là trong đây. Từ cái tòa nhà Obernidum này trở về sau là toàn bộ là của UNESCO hết. Tất cả đây là UNESCO hết và Praha rất là tự hào. Thành phố đầu tiên ở trên thế giới được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Chúng ta sẽ đi khám phá từ từ anh chị ha. Cổ của thành phố Praha và xung quanh cái thành phố này anh chị ơi, có rất nhiều các cái cổng thành để đi ra đi vào. Thành phố nào ở châu Âu cũng vậy thôi, họ phải có những cái cổng thành. Thì trước mặt của chúng ta là có một cái cổng thành này. Hiện nay tất cả các cổng thành của thành phố Praha nó bị hư hại nhiều lắm rồi, chỉ còn hai cái cổng thành thôi, đó là cái cổng này và lát nữa mình sẽ nhìn thấy thêm một cái cổng nữa ở phía bắc của thành phố thủ đô Praha. Thì cái cổng thành này anh chị ha, lịch sử của nó là thế kỷ thứ 14 lắm. Như hồi nãy em nói đó, hầu hết những cái công trình ở đây là thế kỷ 17-18, nhưng mà vẫn có một số công trình là được xây dựng từ thế kỷ thứ 14 và bây giờ nó vẫn còn tồn tại. Thì cái cổng thành này tên là Pratnoi, và trong tiếng Tiệp thôi, chữ Pratnoi có nghĩa là sự hiên ngang, là có tạm dịch là như vậy. Thì cái cổng thành này anh chị, với cái chiều cao của nó có thể là nhìn bao quát được gần như trọn vẹn cái phần trung tâm của thành phố thủ đô Praha. Cho nên vẫn có một số anh chị là mua cái vé ha, trèo lên ở phía bên trên á, có thể ngắm được cảnh thành phố Praha cũng rất là đẹp. Có nhìn thấy dòng sông Vltava, có thể nhìn thấy quảng trường con gà, có thể nhìn thấy quảng trường con ngựa được luôn. Mặc dù mình nhìn thấy cái độ cao của nó thì cũng khá là khiêm tốn so với các thành phố khác. Và trong thành phố này thì cái công trình này đó là một trong những cái công trình được coi như là cao nhất của thành phố thủ đô Praha rồi. Thì khi mà xây dựng cái cổng thành này thì nó có hai cái chức năng đó chị. Trước mắt các bạn là chiếc cổng thành Praha cũ được xây dựng vào thế kỷ thứ 14. Nó vẫn còn nguyên cho đến ngày hôm nay, vượt qua rất nhiều cuộc chiến tranh từ nội chiến cũng như là chiến tranh phát xít. Chiếc cổng này các bạn có thể leo lên trên để mà ngắm toàn bộ thành phố Praha. Còn ngay đối diện của nó thì sẽ là tượng đài của Chopin. Các bạn lưu ý nhé, có cái góc tượng này này, ngay đối diện luôn. Mọi người nhớ đừng bỏ sót này. Đây. Một đội xe cổ nhá, cực kỳ chất luôn, để phục vụ cho anh em đi tham quan trong thành phố. Xe thế này mới là chất chát chứ lại, khỏi phải nghĩ luôn.
Đây, đội chúng tôi đang đi trên chiếc xe cổ có khoảng đời của nó khoảng 100 năm để dạo quanh thành phố. Đây, cả đội chúng tôi đây. Đấy, đây là anh tài xế nhá. Và đây là chiếc xe này. Mọi người nhìn chiếc xe này. Chiếc xe cổ đo đỏ mà lúc nãy tôi vừa quay đấy. Đấy, đi trên chiếc xe này rất là ok luôn. Máy nó không biết là công suất bao nhiêu nhưng chắc tôi nghĩ có 1 chấm chưa được ấy. Đây, đây là cái dòng sông rất là nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Praha. Tôi quên mất tên rồi, cái đó là what is name? River. River Vltava. Vltava. Ờ, cái dòng sông này anh lái xe cổ anh nói là dòng sông Vltava dọc hai bên đường. Đây, cái cầu này cũng rất là cổ. This very old, right? Bridge. Chekhov bridge. À, đây là cái cầu Chekhov. Cái cầu Chekhov rất là lâu đời. Ôi, cái cầu này cổ quá. Anh em thông cảm là đường. Đường ở đây nó rất là sắp. Tower Petrushinsky. The same tower in Paris, Eiffel Tower, but small. Đây, bọn tôi đi qua cái cầu này nha. Trên cầu cũng có cả đường cho xe điện luôn này. Đấy. Đây là dòng sông Vltava này. Praga Castle. Praga Castle. Đây là những cái con phố nhỏ. Joseph Manet. Đây là cái góc phố riêng của Nó đi xin. Beautiful Garden, Ambassador Poland. À. Anh ơi, chị em ơi, cái đường bên tay phải là cái garden của Đại sứ quán Ba Lan. Poland. Poland, yes. At the left, Parliament, Czech Republic. Parliament. Wow, cái phố đẹp không này mọi người ơi. Cái phố nhỏ này. Hay quá. Khi đến Praha các bạn đi những cái phố này của nó thì thật đáng yêu luôn. Đây là cái Malos. Malostana. Malostranska Square. Malostana. Cái tượng đài có từ thế kỷ 15. Rất là ấn tượng cái góc quảng trường này. Mọi người thông cảm khi xem clip này nó hơi bị sóc. Bởi vì cái đường phố cổ của thủ đô Praha nó lát bằng cái đá này này. Nó từ ngày xưa luôn. Dần dần là đi nó cứ sóc ấy. Cho nên là anh em thông cảm nhé. Nhưng mà các cái con phố từng ngóc ngách của cái thủ đô này đều rất đẹp để các bạn chụp ảnh. Đây là Santa Maria. Đây là một cái nhà thờ của thánh Santa Maria nhé, có từ rất lâu đời rồi. Đó, mọi người chụp ảnh như này. Bên này là bảo tàng này, mọi người là museum này. Đây là bảo tàng của Praha. Nicola. Và đồi này này. Oh, hoa đẹp quá luôn. Sóc quá. Đường rất là sóc luôn. Cà phê Savoy Restaurant, một cái điểm rất nổi tiếng. Yeah, at the right, statue in here.
đây là như kiểu nhà hát quốc gia. Bây giờ chúng tôi sẽ đi vào phố cực cổ, sau đó sẽ ra cái cầu Charles. United. Không biết là cái gì luôn. Balenciaga. Đây là con phố hàng hiệu. Wow, hôm nay là ngày lễ kỷ niệm, ngày rất là lớn của Tiệp. Cho nên có cả máy bay trực thăng bay này, máy bay phản lực này. Chúng tôi đang đứng ở quảng trường Old Square này. Đây là một cái quảng trường cũ rất là nổi tiếng. Và từ nãy giờ tôi thấy máy bay bay qua rất nhiều luôn. Rất là nhiều. Đẹp quá, hôm nay là ngày lễ kỷ niệm mà. Thank you. Castle. Oh, cái này, cái nhà thờ này là có từ thế kỷ 15 nữa này. Oh, cái cây đẹp quá. Đây là cây cầu gọi là cầu Charles Bridge, hay nôm na tiếng Việt gọi là cầu tình yêu, gọi là cầu tình cũng được. Nó bắc qua con sông Vltava. Con sông này chảy ngay qua trung tâm của thủ đô Praha. Cây cầu này thì rất lâu đời rồi, xây toàn bằng đá. Nó tựa tựa như cái kiểu cổng thành ấy. Cái dòng sông này thì theo như tôi nhìn nhận là còn có cái bước nước để cho thuyền lên thuyền xuống. Đây là một cái góc đảo rất nhỏ của cái cầu nữa này. Các bạn khi đến thăm cầu này nên đứng ở cái góc chéo để chụp được toàn cảnh nhất, toàn bộ về thủ đô Praha luôn, tính từ bên này nhìn sang. Đẹp kinh khủng luôn, mà không bị đông người nhé các bạn nhé. Đây là quang cảnh ngay trực diện lối lên của cầu tình yêu, hay gọi là cầu Trap Bridge. Cây cầu lâu đời nhất tại thủ đô Praha. Thành phố ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. Anh chị nhìn qua bên kia dùm em ạ. Mình có thể nhìn thấy ở phía bên trên cái vị trí cao nhất của cái tòa nhà đối diện bên kia bờ. Đó chính là nhà thờ Thánh Vitus. Ở trong đó là có vương miện của hoàng gia Bohemia trước đây. Ngày mai chúng ta sẽ vào trong cái khu vực nhà thờ Thánh Vitus đó. Hồi nãy mình ở ngay cái quảng trường con gà đó, em có giới thiệu qua về Thánh Vitus đúng không ạ? Thì cái nhà thờ đó được đặt tên theo vị Thánh Vitus. Và xung quanh cái nhà thờ Thánh Vitus đó anh chị ha, là chúng ta có thể nhìn thấy khu phức hợp quần thể lâu đài Praha. Nó gọi là khu phức hợp quần thể lâu đài Praha anh chị. Mình nhìn thấy là rất nhiều cái dãy nhà này ha, rất là dài. Và mỗi cái đoạn như vậy là một cái màu sắc khác nhau. Cái lâu đài này là được xây trong nhiều thời kỳ khác nhau bởi nhiều người khác nhau, cho nên kiến trúc nó cũng khác nhau nữa. Phần cổ nhất là chính là phần ngay cái khu vực nhà thờ. Sau đó là người ta nối dài từ ra. Và dạ, cái đó là Gothic đặc trưng luôn. Kiểu
kia, một bên kia còn cái chóp kia tròn và xanh xanh bên cạnh kia. Dạ, không, cái này là Gothic đặc trưng, toàn bộ là cái quần thể này là lâu đài lớn nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên ạ, hiện nay quần thể lâu đài thủ đô Praha là nơi làm việc của Tổng thống Cộng hòa Séc. Dạ, nên ngày mai đó chúng ta sẽ đi vào phía bên trong quần thể lâu đài này, mình sẽ đi vòng ở phía bên trong và chúng ta sẽ đi vào bên trong nhà thờ thôi. Rồi chúng ta sẽ đi từ cổng A qua cổng B của lâu đài, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Dạ. Tổng thống là làm việc ở trong đó, ngày mai là ngày trong tuần nên là ông cũng làm việc đấy. Nên mình chỉ tham quan phía bên ngoài và trong nhà thờ thôi. Mình nhìn qua phía bên kia anh chị ha, mình qua phía bên kia là bên là vị vua Karlova vĩ đại, nổi tiếng của Cộng hòa Séc, của Bohemia trước đây. Anh chị để ý kỹ nha, để ý kỹ trên cái long bào của vua Karlova đó, có một cái chi tiết ha, có một cái chi tiết rất là hay. Mình nhìn thấy ha, đây là cái hoa lily á, mình nhìn thấy trên cái long bào của ông không? Cái hoa lily nhá, đây là biểu tượng của hoàng gia châu Âu. Ở châu Âu là những vị vua là toàn mặc long bào là có hoa lily này thôi. Dạ, vua Pháp, vua Đức, vua Áo, tất cả mọi người ở trên châu Âu là đều mặc cái long bào kiểu này. Nhưng mà chỉ có duy nhất một ông thôi, một vua rất là vĩ đại, rất là đẹp trai, hơi lùng lùng của Pháp, vua Napoleon. Ông ấy không mặc cái bộ đồ long bào này, mà trên cái áo long bào của Napoleon á, là cái hình hoa lily này, thay vì hoa lily thì ông ấy cắt điệu là con ong. Con ong á, nhưng mà nhìn mình mới nhìn vô thì con ong nó rất là giống cái hoa lily này, nhưng mà thực sự nó là con ong. Tại vì Napoleon là nói rằng là bản thân Napoleon không phải là xuất phát từ thành phần hoàng gia. Không, bắt đầu bước vào để đi bộ trên cây cầu tình yêu, được xây dựng vào khoảng thế kỷ 14 do vị vua vĩ đại nhất của Praha, người có cái công, có vai trò rất lớn trong việc mở mang xây dựng đất nước và mở mang bờ cõi. Trên cầu có khoảng 32 bức tượng thì có một vị thần may mắn. Tôi sẽ cố gắng tìm vị thần may mắn để cho các bạn cùng chạm tay vào nhé. Đầu bóng. Đầu sẽ rất bóng cho nên là cũng chắc sẽ dễ tìm thôi. Cây cầu này thì chỉ cho đi bộ thôi. Phía bên kia là thành phố nôm na được gọi là cho người giàu. Phía ngược lại là đằng sau là Old Town. May quá cái cây cầu này lại không bị phá hủy trong chiến tranh. Rất nhiều các vị thánh này. Đây dòng sông Vavista này. Khó đọc quá, không đọc được chính xác lắm. Nhưng mà người ta đang làm một cái để mà tàu, các bạn thấy không? Cái lạch để đi vào kia kìa. Cái lạch kia là để cho chuyển tàu đấy. Chuyển tàu từ vùng thấp lên vùng cao đấy. Đấy, các cái phà du lịch nó chỉ quay đây thôi, nhưng mà những cái tàu khác có thể đi lên trên. Thì người ta có cái âu tàu, gọi là cái âu để chuyển tàu. Dòng sông này có chữ Vantva phải, khó đọc quá. Tôi đang đứng ở trên cây cầu tình yêu. Cầu này rất là cổ, được xây dựng vào khoảng thế kỷ 14. Cái con số để mà vị vua xây cái cầu này cũng rất vĩ đại đấy. Nó là một trong hai cổng thành duy nhất còn nguyên vẹn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Vượt qua không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, nó bắc qua con sông Vatisva. Tôi đọc không chính xác, sorry các bạn. Dòng sông này chia đôi thủ đô Praha thành một bên là Old Town, một bên là thành phố cho người giàu, hoàng gia cung điện nằm ở trên kia. Đây mới là điều đặc biệt. Tôi sẽ đứng dưới chân tượng Chúa Jesus và có một cái chỗ mà mọi người rất hay sờ vào để lấy may mắn nhé. Đây, mọi người sẽ sờ vào để lấy may mắn này. Đây. Cầu mong cho tất cả bạn bè, anh em và cộng đồng phê phượt được thật là may mắn nhé. Bye bye, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Yeah.
chợ Sapa, nơi mà úi giời toàn tiếng Việt. Đấy, đầu tuần này là đúng với ngày lễ như anh Khánh à? Chứ anh thơ vắng như cửa hàng hết đóng hết mà. Trời, đây là đúng chợ Sapa luôn. Giống như là chợ Đồng Xuân. Ở Nga là chợ gì anh Phùng nhỉ, em quên nữa. Nga là Nga chợ mấy cái chợ này nữa. Hai ba chợ. Đây chợ Sapa này, mẹ quán Cu Tiệp này. Đấy, anh em đang ở chợ Sapa rồi, bây giờ đi vào mua bánh mì xong đi ra Sơn Gôn làm trận. Check-in. Check-in ngay. Đã từng đến đây à? Đã, nơi đây đã từng in dấu chân Dũng Phê Phượt. Đây là quảng trường Con Ngựa, trung tâm ăn chơi nhảy múa và là quảng trường lớn nhất của thủ đô Praha. Thế nhưng mà tôi thấy rằng là chúng ta phải tự hào Việt Nam, quảng trường của chúng ta là quá to. Còn quảng trường của anh em Tiệp trông thế thôi nhưng mà bé, hắn còn là bé. Các khu phố cổ của Praha buổi tối, rất nhiều người khách du lịch rồi đi bộ. Đến Praha buổi tối không có trò gì chơi đâu, ngoài như này này. Mỗi ông một khay nhá, 2, 4, 6 mùi vị khác nhau, cách uống khác nhau. Thế còn anh em mà muốn chơi cái gì khác thì không có đâu, chơi chỉ có uống bia thôi nhá. Yeah. Ok. Chúng tôi đang đi lên cái đồi Pechin, là một trong những cái đồi ngắm cảnh, một trong những đồi ngắm cảnh của thủ đô Praha. Cái ngọn đồi Pechin này nó có từ năm 1891 đến năm 1920. Đây, cái ông này là ông kiến trúc sư này, đã thiết kế các cái đường sắt này để lên ngắm cảnh ở trên đồi này. Đây, cái tàu này. Cái tàu này nó có hai khúc, một khúc đi lên đỉnh núi và một khúc là đi xuống dưới chân núi. Và con đường này đã được làm đấy từ những năm 1891, đã được khởi công để cho người ta lên đây ngắm cảnh. Rồi chúng ta sẽ cùng đi tham quan nhá. Đây là cái tháp truyền hình, truyền thanh, được xây vào năm 1891 ở trong khu vực lâu đài. Cái tháp này bây giờ chỉ còn dùng để cho mọi người leo lên để đi tham quan ngắm cảnh thôi, chứ nó không có tính chất là để phục vụ truyền hình nữa. Còn đây là bức tường thành. Đấy, đây là cái tháp mà nó mô phỏng theo cái tháp Eiffel, nhưng mà nó chỉ là con cháu chắt chút chít thôi, vì nó cũng không có cái gì đáng để mà mọi người phải ghi nhận nó cả. Nhưng mà nếu như mà các bạn leo lên xem một tí thì cũng được, nhưng mà theo tôi thì khỏi leo đi. Đấy. Thế còn đây là cái con đường ở phía trên hàng rào tường thành. Hôm nay chúng tôi không còn nhiều thứ ở phố cổ, mới lại cầu tình yêu với các cái điểm đẹp của Praha nữa, vì chúng tôi đi đâu là đi thư giãn ở tận 4 ngày. Chứ là lên trên này xem, tham quan khu lâu đài, cũng như là các cái công trình ở bên phía đỉnh núi, nơi mà văn phòng chính phủ cho các cái cơ quan nhà nước làm việc. Ô, đôi chim bồ câu xinh quá. Đôi này đang nhảy gì này? Huh.